Lâm Trường Vĩ xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị những chương trình kim cương đặc biệt do công ty Alexei & Diamond thực hiện trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official. Hàng tuần xin mời quý vị đến xem chương trình vào mỗi tối, ngày thứ ba vào lúc 7 giờ Cali. Đây là một chương trình với những sản phẩm kim cương GIA và những mẫu thiết kế độc đáo. Kim cương, cẩm thạch, ruby, emerald độc đáo do chúng tôi thiết kế, sản xuất và giới thiệu đến quý vị hàng tuần vào ngày thứ ba vào lúc 7 giờ trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official. Và tiếp tục vào ngày thứ năm, xin mời quý vị đến với một chương trình Special Promotion of the Week. Chúng tôi sẽ lựa chọn những sản phẩm đặc sắc để giới thiệu đến quý vị trong một buổi chiều ngày thứ năm hàng tuần. Mời quý vị đón xem và đặc biệt mời quý vị trở lại vào chiều Chủ nhật vào lúc 5:30 hàng tuần với chương trình livestream trực tiếp với Lâm Trường Vĩ và Chris Trần để gửi đến quý vị những sản phẩm do công ty chúng tôi lựa chọn, thiết kế. Và một lần nữa, xin mời quý vị đăng ký, subscribe và like và share trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official với 3 chương trình hàng tuần: ngày thứ 3 lúc 7 giờ Cali, ngày thứ 5 và ngày Chủ nhật trực tiếp vào lúc 5:30. Xin mời quý vị đón xem. Chân thành cảm ơn. Lâm Trường Vĩ xin hân hạnh gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả thân mến đang theo dõi trực tiếp trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official. Chúc quý vị một buổi tối thứ ba thật an lành và hạnh phúc. Một lần nữa xin chào đón quý vị đến với chương trình đặc biệt hàng tuần vào ngày thứ ba vào lúc 7 giờ Cali trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official với những sản phẩm kim cương, giấy chứng nhận GIA, những sản phẩm đặc biệt độc quyền do công ty Alexei & Diamond thiết kế, thực hiện và sản xuất, và những sản phẩm do chính Lâm Trường Vĩ vẽ kiểu và Special Limited Edition. Chúc tất cả quý vị có một chương trình thật vui. Ngay bây giờ xin mời quý vị đến với sản phẩm đầu tiên. Đây là một chiếc nhẫn kim cương được GIA cấp giấy chứng nhận là một viên kim cương khoảng 4.7 nước Eye Color. Đây là một viên kim cương với một giáp cắt very good, sắc sảo, chiếu rực rỡ. Viên kim cương này được cắt và thiết kế tạo thành một chiếc nhẫn. Hai bên là những viên hộp xoàn 2 ly nước D Color, VVS Clarity. Viên kim cương được cắt thành một giáp cắt Leo Cut với 97 giáp cắt. Mẫu thiết kế này được làm bằng vàng trắng 14K. Lâm Trường Vĩ giới thiệu đến quý vị đặc biệt với giá $1,250. Một lần nữa, viên kim cương gần 5 ly, chính xác đường kính khoảng 4.8 nước Eye Color, được thiết kế tạo thành 3 viên kim cương nằm chính giữa và hai bên là những viên kim cương 2 ly bằng vàng trắng 14K. Và đặc biệt trong chương trình ngày thứ 3 với giá $1,250. Xin mời quý vị gọi vào số phone trực tiếp trên màn hình. Quý vị nhắn tin, gửi số thẻ và địa chỉ shipping. Chúng tôi ship toàn nước Mỹ, Hoa Kỳ và Canada và Úc Châu. Số phone 310-968-0577. Xin chân thành cảm ơn. Lâm Trường Vĩ xin giới thiệu đến quý vị sản phẩm số 2 ngày hôm nay. Đây là một mặt dây chuyền kim cương với một viên kim cương màu đen gọi là Black Diamond. Đây là một viên kim cương thiên nhiên, Natural Black Diamond. Viên kim cương nặng hơn 1 carat, đường kính khoảng 6.5 ly. Được thiết kế xung quanh là những viên kim cương 2 ly, nước D Color, VVS Clarity. Một lần nữa, tất cả sản phẩm do công ty Alexei & Diamond trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official là những sản phẩm kim cương thiên nhiên gọi là Natural Diamond. Mặt dây chuyền này được thiết kế bằng vàng trắng 14K. Quý vị sẽ được tặng kèm theo sợi dây chuyền Italy bằng vàng trắng 14. Và mẫu thiết kế này ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị giá $1,350. $1,350 cho một viên kim cương nặng hơn 1 carat, Natural Black Diamond. Viên kim cương được thiết kế xung quanh là những viên hộp xoàn 2 ly. Mẫu thiết kế bông hoa
rất xuất sắc về thủ công và quý vị sẽ được tặng kèm luôn sợi dây chuyền bằng vàng trắng 14K, mẫu thiết kế rất lộng lẫy, rực rỡ. Mời quý vị gọi vào cho sản phẩm số 2. Lâm Trừ Vĩ xin mời quý vị đến với một sợi dây lắc tay kiểu thiết kế đi những viên kim cương khoảng 2 ly tạo thành 27 viên kim cương gọi là station design cách khoảng kiểu ống trúc. Tất cả những viên kim cương 2 ly, 1 ly 8 được tuyển chọn. Nước D, nước E rất sạch. VVS Clarity, mỗi viên kim cương tạo thành một đường 3 viên và cách khoảng ống trúc bằng platinum. Đây là một sợi dây lắc tay rất xuất sắc về chất lượng kim cương và được làm bằng platinum, là một chất liệu luôn luôn giữ cho quý vị một màu trắng. Sợi dây lắc tay này chiều dài là khoảng 6 inch. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị đến với giá $990. $990. Một lần nữa, sản phẩm số 3 sẽ là một sợi dây lắc tay nạm kim cương 27 viên kim cương đi thành từng khoanh bằng platinum màu trắng. Chất liệu kim cương là Natural Diamond VVS Clarity khoảng 1 ly 8 đến 2 ly. 27 viên kim cương tạo thành một sợi dây lắc tay. Mời quý vị gọi vào cho sản phẩm số 3. $990. Lâm Trừ Vĩ xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một chiếc nhẫn kim cương rất tuyệt vời. Đây là một chiếc nhẫn do công ty kim cương Leo sản xuất với 3 viên kim cương đường kính khoảng 3 ly 4. Đặc biệt 3 viên kim cương xuất sắc này là nước D Color VVS Clarity. Chiếc nhẫn được làm bằng vàng 18. Đặc biệt về chiếc nhẫn Leo khách này sẽ là hơn 100 giáp cắt cho mỗi viên kim cương. Mỗi viên kim cương trên chiếc nhẫn này là hơn 100 giáp cắt, gọi là Leo Cut, là một giáp cắt vô cùng độc đáo, tạo thành một chiếc nhẫn kim cương thiết kế 3 viên, gọi là mẫu thiết kế I Love You hoặc là Phước Lộc Thọ, được làm bằng vàng 18K. Ở bên trong chiếc nhẫn quý vị sẽ thấy đóng dấu Leo thương hiệu và chiếc nhẫn được làm bằng vàng 18, đặc biệt $900. $900 sẽ là một giá đặc biệt cho sản phẩm số 4. Đây là một chiếc nhẫn kim cương rất dễ thương với 3 viên kim cương đều cùng một giáp cắt là Leo Cut với hơn 100 giáp cắt. 3 viên kim cương nước D Color VVS Clarity được thiết kế bằng vàng trắng và đặc biệt giá $900 trong chương trình đặc biệt mỗi tối ngày thứ 3 trên kênh YouTube Lâm Trừ Vĩ Diamond Official. Lâm Trừ Vĩ mời quý vị đến với sản phẩm số 5. Đây là một mặt dây chuyền kim cương được thiết kế theo kiểu Italy
mẫu thiết kế rất nổi tiếng của những thương hiệu brand name. Sản phẩm số 5 sẽ được tuyển chọn với những viên kim cương đường kính khoảng 3 ly. Tất cả là những viên hộp xoàn xuất sắc hoàn hảo. Màu color là nước E và nước D color rất trắng. Và clarity là những viên kim cương VS và VVS clarity. Tạo thành một vòng tròn đường kính to khoảng gần bằng đồng 5 cm. Đường kính của mặt dây chuyền này được thiết kế thành một vòng tròn tạo thành những cánh hoa đi xen kẽ bằng vàng trắng 18K. Một lần nữa, mặt sản phẩm số 5, $990. $990 giới thiệu đến quý vị một mặt dây chuyền thiết kế đặc biệt. Tổng cộng trên đây chúng ta có khoảng 13 viên kim cương đường kính khoảng 3 ly. Nước ED rất trắng, tất cả những viên kim cương là Natural Diamond. VS và VVS Clarity thiết kế thành một mặt dây chuyền $990. Mời quý vị gọi vào số phone trên màn hình. Quý vị có thể nhắn tin cho Lâm Trụ Vĩ địa chỉ shipping và thẻ credit card payment. Chúng tôi ship hàng đi khắp nơi tại Hoa Kỳ, Canada và Úc Châu. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Xin mời quý vị đến với sản phẩm số 6. Đây là một chiếc nhẫn được thiết kế kiểu band, gọi là Anniversary Diamond Ring. Ở trên đây, quý vị sẽ đến với 5 viên kim cương xuất sắc, giáp cắt hoàn hảo, excellent. Mỗi viên kim cương đường kính khoảng 3 ly 3. Được thiết kế nhẫn chấu, bao gọi là bezel. Và xen kẽ là 2 đường kim cương 1 ly rưỡi, tạo thành một bề ngang rất to. Bản to, mẫu thiết kế kiểu band. Hai bên chúng ta có thêm 10 viên kim cương, 8 viên kim cương 2 ly. Một lần nữa, chiếc nhẫn kim cương thiết kế kiểu band Anniversary Diamond Ring. Tất cả những viên kim cương nằm trên đây: 3 ly 3, 2 ly và 1 ly rưỡi, 1 ly 8. Tất cả là nước E. VVS Clarity sạch hoàn hảo, vô cùng trắng. Tất cả những viên hộp xoàn trên chiếc nhẫn band này rất độc đáo, được làm bằng vàng trắng, giáp cắt excellent, hoàn hảo, chất liệu xuất sắc với mẫu thủ công của Italy bằng vàng 14. Đặc biệt ngày hôm nay, $1,690. Một lần nữa, $1,690. Chiếc nhẫn kim cương với 5 viên kim cương 3 ly 3 nằm chính giữa. Hai bên là những viên hộp xoàn 2 ly và 1 ly rưỡi, 1 ly 8. Tất cả là VVS, một lần nữa trắng, sạch hoàn hảo, rất to. $1,690 sẽ là giá đặc biệt cho chiếc nhẫn số 6. Mời quý vị gọi vào. Xin mời quý vị đến với cặp bông tai mẫu thiết kế số 7 trong chương trình đặc biệt ngày thứ 3 vào lúc 7 giờ Cali hàng tuần trên kênh YouTube Lâm Trụ Vĩ Diamond Official. Mặt hàng số 7 sẽ là một cặp bông tai hoop earring. Hoop earring là cặp bông tai khoen. Đặc biệt cặp bông tai này đường kính to bằng đồng 25 cm, khoảng 1 inch. Được thiết kế rất chi tiết, chạm trổ những viên kim cương 1 ly rưỡi. Đi thành một bề ngang khoảng 5 ly. Cặp bông tai đường kính một lần nữa khoảng đồng 25 cm, rất to. Bề ngang khoảng 5 ly. Và thiết kế ở trên đây là những viên kim cương 1 ly rưỡi. Cặp bông tai được làm bằng vàng trắng Italy 14K. Tất cả sản phẩm được thiết kế bằng những viên kim cương nước F Color VS SI Clarity bằng vàng 14 và giá đặc biệt $1,150.
$1,150. Quý vị đang theo dõi trên màn hình là một cặp bông tai khoen. Đặc biệt, kích thước của cặp bông tai này, đường kính to bằng đồng 25 cm. Đây cũng là một size rất hiếm có. Tất cả những bông tai khoen to bằng đồng 25 cm trị giá rất cao. Và đặc biệt cặp bông tai này, $1,150. Được thiết kế với những viên kim cương 1.5 ly trạm trổ đi nửa vòng. $1,150. Xin cảm ơn. Lâm Trường Vĩ xin mời quý vị đến với một chiếc nhẫn kim cương và những viên đá màu xanh của Emerald. Đây là những viên đá Emerald đến từ mỏ Colombia. Natural Emerald, những viên đá Emerald thiên nhiên. Ở chính giữa sẽ là một viên Emerald trong suốt màu xanh lá cây. Green Emerald, đến từ Colombia. Và những viên kim cương nạm hai bên là những viên kim cương 2 ly. Nước EF VS Clarity xen kẽ là những viên đá Emerald cắt thành những hình tròn. Mẫu thiết kế tạo thành một chiếc nhẫn, ba đường. Một đường chính giữa là một viên đá Emerald nặng hơn 1 carat. Hai bên là những viên kim cương xen kẽ với những viên đá Emerald. Rất đặc biệt bằng vàng, 14 màu vàng. Chiếc nhẫn này ngày hôm nay với giá $1,250. $1,250 để gửi đến quý vị một viên đá Emerald thiên nhiên nặng hơn 1 carat 25 chính giữa và tạo thành ba chiếc nhẫn bằng vàng màu vàng. $1,250, sản phẩm số 8. Mời quý vị đến với một chiếc nhẫn kim cương màu đen. Đây là một sản phẩm kim cương thiên nhiên gọi là Natural Black Diamond. Viên kim cương dắt các cushion cut hình chữ nhật. Rất độc đáo. Viên kim cương được thiết kế đặc biệt trong vỏ. Nạm hộp xoàn đi 1.5 ly. Hai tầng hộp xoàn bọc xung quanh. Mẫu thiết kế design với ba đường hộp xoàn 1.5 ly dọc hai bên. Tạo thành một chiếc nhẫn vô cùng lộng lẫy và rực rỡ. Với một viên kim cương gần 2 carat nằm chính giữa, chiều dài là 7.5 ly. Hình cushion cut và quý vị thấy, đây là một dắt cắt, gọi là rose cut, rất độc đáo. Tổng thể chiếc nhẫn này, bằng vàng trắng 14K, mẫu thiết kế độc quyền đặc biệt do công ty chúng tôi thiết kế và sản xuất cho sản phẩm số 9. Lâm Trụy mời quý vị gọi vào với giá $1,690. Một lần nữa, đây là một sản phẩm kim cương thiên nhiên màu đen gọi là Black Natural Diamond. Tất cả sản phẩm công ty Alexei and Diamond thiết kế, sản xuất và giới thiệu đến quý vị là những viên kim cương thiên nhiên Natural Diamond. Mặt hàng số 9 đặc biệt với giá $1,690 là một viên kim cương nặng khoảng gần 2 carat, chiều dài 7.5 ly, cushion cut, bọc xung quanh là hai tầng kim cương 1.5 ly bằng vàng trắng 14K, $1,690. Mời quý vị gọi vào. Mời quý vị đến với một cặp bông tai kim cương. Mỗi viên kim cương được công ty GIA chứng nhận là những viên kim cương đẹp xuất sắc nhất trong màu kim cương.
Và đây là những viên kim cương Natural Diamond được công ty GIA cấp giấy chứng nhận Certified. Nước E-Color VS rất sạch, khoảng gần 4 ly 7, gần 4 ly 8 cho mỗi viên kim cương. Hai viên kim cương nước E-Color 4 ly 7, 4 ly 8, gần 5 ly, được cắt excellent, được polish excellent, và the symmetry excellent. Hai viên kim cương nước E-Color được thiết kế tạo thành cặp bông tai khoen, móc câu bằng vàng trắng 18K. Và tất cả những viên kim cương 1 ly rưỡi bọc xung quanh hai viên kim cương gần 5 ly này rất xuất sắc. DE VVS vàng trắng 18K. Đặc biệt sản phẩm số 10 GIA $2,990 sẽ là giá cho cặp bông tai kim cương gần 5 ly, bởi vì mỗi viên kim cương là 4 ly 8. Nước E-Color, tất cả kim cương GIA 3 Excellent VS Clarity bằng vàng trắng 18K. Sản phẩm số 10 là một cặp bông tai khoen rất dễ đeo, móc câu bằng vàng 18K. Mẫu thiết kế số 10 mời quý vị gọi vào số phone 310-968-0577. $2,990 sẽ là một giá rất đặc biệt cho sản phẩm số 10 ngày hôm nay. Chúng tôi ship hàng đi khắp nơi tại Hoa Kỳ, Canada và Úc Châu. Quý vị nhắn tin số phone, địa chỉ shipping và số thẻ credit card payment. Chúng tôi sẽ ship hàng đến tận nhà cho quý vị. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Xin mời quý vị đến với sản phẩm số 11. Đây là một mặt dây chuyền kim cương. Sản phẩm này do chính Lâm Triều Vĩ thiết kế. Chúng tôi vẽ kiểu, chúng tôi độc quyền sản xuất, manufacture. Và đặc biệt khi quý vị mua sản phẩm này, quý vị sẽ thấy đóng dấu của thương hiệu nằm trên mặt dây chuyền số 11 với một viên kim cương được GIA cấp giấy chứng nhận là 1 carat nước H-Color VS Clarity. Viên kim cương vô cùng sáng, vô cùng chiếu, rực rỡ. Một viên kim cương 1 carat GIA cấp giấy chứng nhận là nước H-Color VS Clarity rất sạch. Nước H-Color là một trong những nước kim cương nằm gần cùng hạng với nước GF. Sản phẩm này do công ty Alexei and Diamond sản xuất, do chính Lâm Triều Vĩ thiết kế. Đường kính của mặt dây chuyền này to khoảng gần bằng đồng 5 cm, nạm kín hết kim cương. Những viên kim cương 1 ly rưỡi, 1 ly 8, 2 ly đi thành 4 tầng kim cương rất lộng lẫy. Sản phẩm này độc quyền do công ty chúng tôi giới thiệu đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay với giá $6,990. $6,990 cho một viên kim cương nặng hơn 1 carat. Một lần nữa, viên kim cương được GIA cấp giấy chứng nhận là một viên kim cương Natural Diamond H-Color VS Clarity. Tất cả sản phẩm công ty chúng tôi giới thiệu đến quý vị là những viên kim cương được giấy GIA. Quý vị có thể check số với công ty GIA. Sản phẩm này $6,990, rất lộng lẫy, rất rực rỡ, độc đáo. Xin mời quý vị gọi vào số phone trên màn hình 310-968-0577. Lâm Triều Vĩ mời quý vị đến với một sản phẩm số 12 lại một lần nữa. Đây là sản phẩm do chính công ty chúng tôi manufacture, sản xuất.
Và mẫu thiết kế này do Lâm Triệu Vĩ thiết kế, vẽ kiểu và giới thiệu đến quý vị độc quyền trong chương trình hàng tuần vào ngày thứ ba trên kênh YouTube Lâm Triệu Vĩ Diamond Official. Mẫu thiết kế này rất lộng lẫy. Quý vị đến với một viên cẩm thạch hình trái châu, đường kính khoảng gần 13 ly, rất to. Một viên cẩm thạch thiên nhiên Natural Jade, mẫu thiết kế được tạo thành bông hoa 4 cánh. Đây là một mẫu thiết kế với hình dáng gần giống như những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Mẫu thiết kế này công ty chúng tôi độc quyền sản xuất và giới thiệu đến quý vị. Khi quý vị mua bất kỳ sản phẩm nào do công ty chúng tôi thiết kế, quý vị sẽ đến với stamp đóng dấu tên công ty ở phía sau mặt dây chuyền. Xung quanh là những viên hộp xoàn 2 ly, 1 ly rưỡi nước D color VVS bằng vàng 14. Mẫu thiết kế này $1,250. Quý vị sẽ không mua được mẫu thiết kế này bất kỳ nơi đâu, bởi vì đây là sản phẩm do chính công ty chúng tôi manufacture độc quyền, giới thiệu đến quý vị $1,250. Một viên cẩm thạch hình trái châu được thiết kế nằm chính giữa một bông hoa 4 cánh bằng vàng 14. Mặt hàng số 12, xin mời quý vị gọi vào. Xin mời quý vị đến với một sợi dây chuyền, mẫu thiết kế gọi là Stationary Necklace hoặc là Diamond by the Yard. Đây là một sợi dây chuyền với những viên kim cương rực rỡ VVS, những viên kim cương tuyển chọn đường kính từ 3 ly 3, nhưng mỗi viên kim cương này chúng tôi lại thiết kế thêm một vòng tròn gọi là cháu Diamond Cut. Đây là một sự đặc biệt thiết kế để khi quý vị đeo sợi dây chuyền này, quý vị sẽ thấy những viên kim cương nhìn rất to, gần giống như những viên hộp xoàn 4 ly rưỡi. Mặc dù những viên kim cương nằm chính giữa chỉ là 3 ly 3, nhưng mẫu thiết kế này chúng tôi lại thiết kế đặc biệt và độc đáo hơn. Để khi quý vị đeo trên đây, quý vị nhìn vào, quý vị sẽ thấy những viên hộp xoàn này to gần như 4 ly. Tổng cộng chúng ta sẽ có 13 viên kim cương tạo thành một sợi dây bằng vàng 14, dài khoảng 18 và 16 inch. Quý vị có thể adjust, có nghĩa là quý vị có thể đeo ngắn hoặc dài. Chúng tôi có những khoanh để quý vị di chuyển ở phía sau. Mẫu thiết kế số 13, xin mời quý vị gọi vào với giá $1,880. Một lần nữa, đây là mẫu thiết kế mới, mẫu thiết kế lạ và độc đáo hơn. Với những sợi dây chuyền Diamond by the Yard hoặc là Stationary Necklace, mẫu thiết kế số 13, mời quý vị gọi vào. Số phone trên màn hình 310-968-0577, $1,880. Lâm Triệu Vĩ xin mời quý vị đến với một chiếc nhẫn rực rỡ, một bông hoa đặc biệt, chính giữa sẽ là một viên kim cương dắt cắt hình oval. Oval shape là một dắt cắt rất cổ điển, rất sang trọng. Đây là một chiếc nhẫn được design rất tỉ mỉ, rất chi tiết. Xung quanh là những viên hộp xoàn 2 ly, bọc xung quanh tạo thành những cánh hoa trên chiếc nhẫn rực rỡ, to hơn đồng 10 cent. Dọc hai bên là những viên hộp xoàn 1 ly 8. Mẫu thiết kế chính giữa là một viên kim cương hình oval, gọi là oval shape nước D color. D color là một màu sắc rất trắng và trắng nhất trong kim cương. SI clarity. Chiếc nhẫn được tạo thành một mẫu thiết kế rất to. Khi quý vị đeo chiếc nhẫn này, chắc chắn nhìn vào sẽ rực rỡ, với giá $3,880. $3,880 sẽ là giá rất đặc biệt cho chiếc nhẫn kim cương với một viên kim cương hình oval 6 ly 3. Nước D color là một trong những nước trắng nhất của kim cương.
SI Clarity, mẫu thiết kế tạo hình thành những cánh hoa với những viên kim cương 2 ly, 1 ly rưỡi, 3 tầng kim cương bọc xung quanh chiếc nhẫn này. Vàng trắng 14K, $3,880. Xin mời quý vị đến với một chiếc nhẫn kim cương ngọc trai. Đây là sản phẩm kim cương do công ty chúng tôi độc quyền thiết kế với một mẫu thiết kế một cái bông hoa camellia, là một bông hoa rất nổi tiếng mà những quý vị nào ưa chuộng những sản phẩm thương hiệu, quý vị sẽ rất thích bông hoa này. Và đặc biệt bông hoa rực rỡ với một viên ngọc trai sao superb nằm ngay chính giữa màu trắng. Màu trắng satin là một trong những màu trắng đẹp nhất của ngọc trai, màu trắng đến từ Australia. Và viên ngọc trai này được thiết kế xung quanh là những cánh hoa nhẫn kim cương đi Michael Pave, được thiết kế theo kiểu 3 chiều, màu nổi rất độc đáo bằng vàng 18K màu trắng. Sản phẩm này là một chiếc nhẫn to gần bằng đồng 25 cm với những cánh hoa xếp lớp đi theo kiểu 3 dimension, rất độc đáo. $1,850 sẽ là giá đặc biệt cho chiếc nhẫn độc đáo. Sản phẩm số 15 một lần nữa, đây là một chiếc nhẫn kim cương ngọc trai sao silver của Úc Châu. Mẫu thiết kế được chạm trổ những cánh hoa xếp lớp nằm trên ngón tay của quý vị bằng vàng 18K màu trắng, $1,850. Xin mời quý vị gọi vào số phone trên màn hình. Quý vị có thể nhắn tin cho chúng tôi địa chỉ shipping, số thẻ credit card payment. Chúng tôi sẽ ship hàng cho quý vị. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Lâm Trường Vĩ xin mời quý vị đến với một sản phẩm số 16. Đây là một mặt dây chuyền ngọc trai sao silver, mẫu thiết kế do công ty chúng tôi sản xuất, đặc biệt tạo thành một hình dáng của một trái lê. Mẫu kim cương số 16 là một mặt dây chuyền ngọc trai sao silver rất to, hiếm có. Viên ngọc trai này đường kính khoảng gần 16 ly. Màu trắng satin là một trong những màu trắng đẹp nhất của ngọc trai sao silver của Australia. Mẫu thiết kế được tạo thành một design giống như là một trái lê rất đặc biệt. Những viên ngọc trai thiên nhiên này với đường kính khoảng gần 15 đến 16 ly rất hiếm có ngày hôm nay, được làm bằng vàng trắng chạm trổ kim cương tạo thành một cuốn hoa với những viên hộp xoàn 1 ly rưỡi, nước Y FVS VVS Clarity. Đặc biệt trong chương trình ngày thứ 3, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị giá $690. $690 sẽ là một giá rất tuyệt vời cho mặt dây chuyền độc đáo ngọc trai sao silver, được làm bằng vàng trắng 14K. Mẫu thiết kế với những viên ngọc trai được tuyển chọn rất công phu, đường kính từ 15 đến 16 ly. Đặc biệt đây là những viên ngọc trai màu trắng, chất liệu rất xuất sắc đến từ Australia sao silver. $690. Xin mời quý vị gọi vào số phone trên màn hình 310-968-0577. Thank you.
Lâm Chủ Ý xin mời quý vị đến với một cặp bông tai kim cương được công ty chúng tôi thiết kế để gửi đến quý vị trong chương trình đặc biệt hàng tuần vào ngày thứ ba vào lúc 7 giờ California trên kênh YouTube Lâm Chủ Ý Diamond Official. Đây là một cặp bông tai kim cương với hai viên kim cương đường kính khoảng 4 ly 7, rực rỡ, gần 4 ly 8. Hai viên kim cương này là hai viên kim cương nước E-Color. Một lần nữa, nước E-Color là một trong những nước kim cương có màu sắc đẹp nhất Collection và VS Clarity vô cùng sạch, tuyệt đẹp. Mỗi viên kim cương này được cắt excellent, cái độ hoàn hảo cao nhất, độ mài bóng hoàn hảo nhất và symmetry đẹp xuất sắc. Tất cả những viên kim cương được nạm thành một mặt một cặp bông tai hình cushion, có nghĩa là hình nửa tròn nửa vuông, rất to. Đây là mẫu thiết kế mới với hai tầng kim cương, ở chính giữa là một vòng tròn, đi tầng số 2 là những thiết kế tạo thành hình giữa hình vuông và hình tròn. Mẫu thiết kế rất mới, được làm bằng vàng trắng 14K. Lâm Chủ Ý giới thiệu đến quý vị sản phẩm số 17, đặc biệt $2,990. Đây là một cặp bông tai GIA Natural Diamond. Một lần nữa, tất cả sản phẩm công ty Alexei and Diamond giới thiệu đến quý vị trên kênh YouTube Lâm Chủ Ý Diamond Official là những viên kim cương Natural Diamond. Tất cả những sản phẩm GIA quý vị đều có thể check số với công ty GIA. Mỗi viên kim cương đều khắc số tuyệt đẹp, mẫu thiết kế độc đáo, $2,990. Một lần nữa, sản phẩm số 17 là cặp bông tai thiết kế hai tầng kim cương vô cùng lộng lẫy rực rỡ, $2,990. Xin mời quý vị gọi vào số phone trên màn hình 310-968-0577. Lâm Chủ Ý xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sợi dây lắc tay, mẫu thiết kế lắc tay số 18, tổng cộng 10 carat kim cương. Đây là một sợi dây lắc tay bản to vừa, không quá to, không nhỏ, được thiết kế hai đường kim cương hình vuông cho mỗi viên kim cương, gọi là princess cut. Đặc biệt sợi dây lắc tay này quý vị nam có thể đeo cũng được. Sợi dây lắc tay gọi là unisex, nam và nữ đều đeo rất phù hợp. Đặc biệt sợi dây lắc tay này được tuyển chọn hơn 10 carat kim cương. Tất cả kim cương trên sợi dây lắc tay này là những viên kim cương nước D-Color VVS Clarity, được tạo thành 7 khoanh kim cương, mỗi khoanh kim cương dài hơn 1 inch, được nhận Invisible. Đây là một sợi dây lắc tay được làm từ bên Italy. Tổng cộng hơn 10 carat kim cương. Hộp xoàn nước D-Color là một trong những nước trắng nhất và đẹp nhất của kim cương. Và tất cả những viên kim cương trên đây đều là hình vuông, gọi là Princess Cut. Hộp xoàn xuất sắc. Sợi dây lắc tay này trị giá hơn $10,000. Ngày hôm nay, với giá hơn $10,000, chúng tôi giới thiệu đến quý vị giá $4,850. $4,850 sẽ là một giá rất tuyệt vời cho tất cả quý vị nào đang theo dõi và tìm kiếm một sợi dây lắc tay với những viên kim cương đẹp hoàn hảo Princess Cut, mẫu thiết kế và được sản xuất tại Italy. Vàng nặng hơn 7 chỉ vàng, $4,850 sẽ là giá đặc biệt cho sản phẩm số 18. Xin mời quý vị gọi trực tiếp số phone trên màn hình 310-968-0577.
Lâm Trường Vĩ mời quý vị đến với một pin cài áo con chuồn chuồn, hoặc là gọi là Dragonfly. Đây là một mẫu thiết kế nếu mà quý vị đã từng yêu mến những sản phẩm của công ty Tiffany, Cartier, quý vị rất quen thuộc với hình dáng của pin cài áo hình con chuồn chuồn gọi là Dragonfly. Dragonfly là một hình dáng được thiết kế rất uyển chuyển cho sản phẩm số 19. Quý vị có thể dùng thành một mặt dây chuyền chiều dài to khoảng gần 1.5 inch, và hai bên hai cánh con chuồn chuồn được chạm trổ tinh vi, và mặt dây chuyền này được làm bằng tay custom design bằng vàng 14K. Hai con mắt con chuồn chuồn sẽ được nạm hai viên đá ruby đỏ của Burma. Mẫu thiết kế độc đáo, xuất sắc. Đặc biệt ngày hôm nay, Lâm Chuỗi mời quý vị đến với giá $1,100. $1,100, quý vị sẽ đến với một mẫu thiết kế được dùng thành một mặt dây chuyền hoặc pin cài áo. Rất uyển chuyển, rất sống động. Mẫu thiết kế này được làm bằng vàng trắng 14K. Hai mắt con chuồn chuồn là hai viên ruby đỏ rực rỡ, nổi bật với những viên kim cương 1.5 ly, tạo thành những cánh chuồn chuồn. $1,100, mời quý vị gọi vào cho sản phẩm số 19. Lâm Chủ Vĩ xin mời quý vị đến với một chiếc nhẫn kim cương độc đáo được GIA kiểm chứng và giới thiệu đến quý vị trong chương trình đặc biệt của buổi chiều ngày hôm nay. Đây là một chiếc nhẫn vô cùng quý, hiếm, đặc biệt, rất khó kiếm. Quý vị đang nhìn trên màn hình cho sản phẩm số 20 là một viên đá thiên nhiên sapphire, natural sapphire, nặng khoảng 2 carat. Viên đá sapphire này rất độc đáo. Và lý do tại sao? Bởi vì viên đá sapphire này có thể chuyển màu, từ màu xanh chuyển thành màu tím, từ tím chuyển thành màu xanh. Đây là một viên đá sapphire rất hiếm có. Quý vị sẽ đến với những sản phẩm độc đáo này trên thị trường với những giá rất cao, và chưa chắc quý vị có thể kiếm được một viên đá đổi màu xanh chuyển thành màu tím, tím chuyển thành màu xanh, được GIA thẩm định và certified là một viên đá natural sapphire. Mẫu thiết kế được design bằng tay, tạo thành hai tầng kim cương hộp xoàn 2 ly, đi hai tầng hộp xoàn bằng vàng 18. Chiếc nhẫn này trị giá hơn $15,000. Một lần nữa, đây là một chiếc nhẫn rất đặc biệt, trị giá hơn $15,000, một viên đá sapphire đổi màu. Ngày hôm nay, Lâm Trời Vĩ mời quý vị gọi trực tiếp với giá $4,950, $4,950. Chiếc nhẫn rất đặc biệt này, quý vị sẽ vô cùng hiếm có và thấy được. Số 20, chiếc nhẫn Natural Sapphire GIA, $4,950. Lâm Chủ Vĩ một lần nữa chúc tất cả quý vị đang theo dõi chương trình ngày thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Lâm Chủ Vĩ Diamond Official hàng tuần vào lúc 7 giờ Cali. Xin chúc quý vị có một buổi tối ngày thứ ba thật hạnh phúc, thật bình yên cùng với những người thân, và chúc quý vị luôn luôn tràn đầy những điều tốt đẹp, nhiều sức khỏe. Và một lần nữa mời quý vị đăng ký subscribe trên kênh YouTube Lâm Chủ Vĩ Diamond Official. Chúng tôi sẽ còn giới thiệu đến quý vị rất nhiều những chương trình đặc biệt hàng tuần. Mời quý vị nhớ đăng ký, subscribe, like và share. Quý vị đang đến với sản phẩm số 21 là một sợi dây lắc tay thiết kế kiểu đồng hồ, dòng dây đồng hồ.
Ở chính giữa quý vị sẽ có là 20 viên kim cương đường kính khoảng 3 ly. Tất cả những viên ngọc xoàn này là nước F-Color VS Clarity. Mẫu thiết kế rất tuyệt vời bởi vì design nặng khoảng gần 7 chỉ vàng, sợi dây lắc tay này nam và nữ đều đeo rất phù hợp. Lại một lần nữa, sợi dây lắc tay kiểu thiết kế giống dây đồng hồ. Bản bề ngang to, đường kính bề ngang khoảng gần 8 ly. Một lần nữa, đường kính bề ngang khoảng 8 ly. Mẫu thiết kế với 20 viên kim cương 3 ly nằm chính giữa, vàng nặng hơn 7 chỉ vàng. Xin mời quý vị gọi vào với giá $2,950. $2,950. Đây sẽ là một sợi dây lắc tay rất đẹp, rất dài dặn, rất to, với 20 viên kim cương đường kính khoảng 3 ly, nước F-Color VS Clarity, mẫu thiết kế được làm tại Italy, vàng màu vàng, số 21, sản phẩm số 21, giá $2,950. Lâm Chu Vĩ xin mời quý vị nhìn lên màn hình với một chiếc nhẫn rất rực rỡ. Đây là một chiếc nhẫn kim cương màu vàng, gọi là Champagne Diamond, viên kim cương màu vàng nâu, với một giáp cắt tuyệt vời cho một viên kim cương hình giọt nước, gọi là Pear Shape, hay gọi là trái lê. Viên kim cương giáp cắt hình trái lê, chiều dài gần 12 ly. Wow! Quý vị nhìn trên màn hình là một viên kim cương màu vàng, no natural diamond, màu sắc thiên nhiên, VVS clarity, sạch hoàn hảo, giáp cắt, perfect, tuyệt đối đẹp nhất cho một viên kim cương hình trái lê. Mẫu thiết kế được design bọc xung quanh là những viên kim cương 1 ly rưỡi, cũng là những viên ngọc xoàn trắng sạch hoàn hảo, nổi bật với một màu vàng nâu rực rỡ. Viên kim cương nhìn vào to gần như 3 carat, nhưng viên kim cương này nặng hơn 2 carat mà thôi. Một lần nữa, đặc biệt sản phẩm số 22 trong chương trình ngày hôm nay, Lâm Trì Vĩ giới thiệu đến quý vị giá $7,490. $7,490 là chiếc nhẫn kim cương hình giọt nước, pear shape hoặc là hình trái lê, viên kim cương mẫu thiết kế sang trọng, đơn giản, rất rực rỡ, giáp cắt, perfect, excellent, natural diamond, sản phẩm số 22, viên kim cương 2 carat, $7,490. Xin mời quý vị đến với sản phẩm số 23 ngày hôm nay là một bộ trang sức gồm cặp bông tai và chiếc nhẫn kim cương. Đây là một bộ trang sức rất tuyệt vời. Mẫu thiết kế một chiếc nhẫn với những con bướm bướm bay lượn, uyển chuyển nằm trên một chiếc nhẫn với 3 viên đá, mỗi viên khoảng gần 1 carat. Những viên đá màu sắc đẹp tuyệt vời. Màu tím, hồng, pink tourmaline, màu xanh green, sapphire và màu blue aquamarine. Và xen kẽ ở trên chiếc nhẫn này là những hình con bướm bướm 1 ly rưỡi. Kim cương chạm trổ được làm tinh vi bằng tay. Thiết kế làm bằng vàng 18. Và quý vị có thể mua chung đặc biệt với một cặp bông tai. Mẫu thiết kế hai con bướm bướm với 2 viên đá
màu tím đỏ tourmaline và peridot. Quý vị đến với một bộ trang sức được làm bằng tay độc đáo có 102, giống như những thương hiệu Bulgari, Chopa, những bộ trang sức nổi tiếng trên thế giới. Tất cả được làm bằng vàng 18, đặc biệt ngày hôm nay. Xin mời quý vị gọi vào với giá $1,490. $1,490 sẽ là giá tổng thể cho hai món hàng cặp bông tai kim cương bằng vàng 18 với những viên đá tourmaline, peridot, aquamarine và green sapphire. Đây là một bộ trang sức độc đáo có 102, được làm rất chi tiết, rất sống động, hoàn hảo. Mời quý vị gọi vào số phone trên màn hình 310-968-0577. Lâm Trường Vĩ xin mời quý vị nhìn lên màn hình cho sản phẩm số 24. Đây là một chiếc nhẫn kim cương. Quý vị nhìn rất đơn giản, rất simple design, được làm bằng platinum. Đây là một chiếc nhẫn do chính công ty nổi tiếng kim cương trên thế giới Tiffany & Company sản xuất và giới thiệu đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đây là một viên kim cương đường kính gần 7 ly, chính xác là 6 ly 9, gần 6 ly 9. Viên kim cương này polished excellent và được GIA cấp giấy chứng nhận là một viên hộp xoàn, nặng hơn 1 carat. Bởi vì nếu quý vị mua 1 carat, đường kính khoảng 6 ly 3, viên kim cương này gần như 6 ly 9 đến 7 ly, nước F color, excellent polish. Viên kim cương này là một viên kim cương và là một chiếc nhẫn original do chính Tiffany & Company thiết kế, sản xuất. Và ngày hôm nay, chiếc nhẫn này đang được bán tại Tiffany & Company với giá gần $30,000. $30,000. Tuy nhiên, trong chương trình đặc biệt, hàng tuần vào ngày thứ ba trên kênh YouTube Lâm Trụ Vĩ, Diamond Official, quý vị đến với sản phẩm số 24 với giá $11,990. $11,990. Đây là một chiếc nhẫn kim cương vô cùng có giá trị. Sản phẩm này được công ty GIA cấp giấy chứng nhận. Và đây là một chiếc nhẫn do chính công ty Tiffany & Company sản xuất và giới thiệu đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. $11,990. Quý vị có thể so sánh với giá trị gần $25,000. Một lần nữa, quý vị gọi vào số phone trực tiếp trên màn hình 310-968-0577. Lâm Trường Vĩ xin mời quý vị đến với sản phẩm số 25 trong chương trình đặc biệt buổi tối ngày thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official. Sản phẩm số 25 là một cặp bông tai kim cương thiết kế kiểu khoen gọi là hoop earrings. Đây là một cặp bông tai mà do chính công ty chúng tôi sản xuất, tuyển chọn kim cương và thiết kế lên và giới thiệu đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đây là cặp bông tai. Khi quý vị cầm cặp bông tai này trên tay của quý vị để quý vị đeo lên trái tai, quý vị sẽ cảm nhận được sự chắc chắn, sự những chi tiết sắc sảo trên cặp bông tai này. Mỗi viên kim cương đường kính khoảng gần 3 ly hơn. Tất cả là nước D color. Một lần nữa, kim cương Natural Diamond, nước D Color và là VVS Clarity. Cặp bông tai thiết kế gọi là Inside Out. Inside Out nghĩa là bông tai, khoen và kim cương được chạm trổ từ bên trong, ở phía sau vòng khoen và cả mặt trước
tổng cộng quý vị sẽ có 20 viên kim cương đường kính là 3 ly. Đây là mẫu thiết kế được đặc biệt do chính chúng tôi thiết kế, vẽ kiểu và sản xuất. Bởi vì khi quý vị nhìn vào cặp bông tai này, quý vị thấy chỉ có 2 cháu mà thôi. Nghĩa là khi quý vị đeo cặp bông tai này trên trái tai của quý vị sẽ không thấy viền vàng mà chỉ thấy kim cương từng viên. Và mỗi viên kim cương được tuyển chọn nước đi color VVS Excellent. Và tất cả những viên hộp xoàn giáp cắt hoàn hảo, tổng cộng quý vị sẽ có 20 viên kim cương. Chúng tôi làm bằng vàng trắng 18K. Một lần nữa bằng vàng trắng 18K. Cặp bông tai đẹp xuất sắc, trị giá hơn 5.000 đô la. Ngày hôm nay Lâm Truy mời quý vị đến với giá 2.990 đô la. 2.990 đồng. Đường kính của cặp bông tai khoen này vừa đủ to bằng đồng 5 cm. Một lần nữa, đường kính của cặp bông tai khoen này to bằng đồng 5 cm. Và tất cả kim cương ở trên đây được thiết kế với 2 cháu, rất rực rỡ. Quý vị đeo cặp bông tai này trên trái tai của quý vị sẽ nhìn được sự sáng rực rỡ trên khuôn mặt. Tất cả được làm bằng vàng 18, 2.990 đô la. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ những sản phẩm đặc biệt độc quyền do chính công ty chúng tôi manufacture, sản xuất và chính Lâm Trụy thiết kế, sản phẩm số 25. Xin mời quý vị đến với một chiếc nhẫn kim cương vô cùng rực rỡ lộng lẫy. Bởi vì viên kim cương nổi bật nằm chính giữa là một viên kim cương đường kính gần 9 ly. Chính xác khoảng 8 ly 9. 8 ly 8, 8 ly 9, một lần nữa. Viên kim cương rực rỡ được thiết kế 4 cháu đưa lên cao, nổi bật. Viên kim cương gần 9 ly này tương đương với một viên ngọc xoàn khoảng 3 carat. Tuy nhiên viên kim cương này nặng chưa tới 3 carat, nhưng quý vị sẽ đeo và mua được giá rất tuyệt vời bởi vì nó nhẹ hơn 3 carat. Tất cả những viên kim cương Natural Diamond, viên kim cương nước M Color, nghĩa là nước có ánh vàng. Nhưng viên kim cương này rất sáng, độ chiếu hoàn hảo, rực rỡ, sáng lấp lánh. Quý vị nhìn trên màn hình, với mẫu thiết kế vỏ được làm bằng vàng 18, mẫu thiết kế của Italy, đi viền xung quanh là những viên hộp xoàn 3 ly hai bên, 1 ly rưỡi dọc xung quanh. Đây là một chiếc nhẫn rất rực rỡ. Chắc chắn quý vị sẽ mua những viên kim cương và những chiếc nhẫn kim cương 3 carat trên 50 đến 80 ngàn đô la. Với chiếc nhẫn này, nước M VS bằng vàng 18, 14.900 đô la. Đây là một giá rất đặc biệt. Quý vị có thể so sánh 14.900 đô la với một viên hộp xoàn khoảng 1 carat GAA nước F Color. Nhưng đây là một viên kim cương nước M có ánh vàng nhưng rất rực rỡ, lộng lẫy, chiếu lấp lánh. Mẫu thiết kế vô cùng sang trọng. 14.900 đô la. Xin mời quý vị gọi vào số phone trên màn hình 310-968-0577. Xin chân thành cảm ơn. Lâm Trụy mời quý vị đến với sản phẩm số 27. Đây là một chiếc nhẫn kim cương và đá tourmaline màu hồng đỏ. Đây là một viên đá thiên nhiên màu red color, có ánh đỏ hồng, chiếu rực rỡ. Đây là một sản phẩm natural stone, một viên đá rất hiếm có, màu sắc trong suốt. Quý vị đến với những sản phẩm kim cương và đá màu thiên nhiên do công ty chúng tôi tuyển chọn cho quý vị là những sản phẩm vô cùng có giá trị. Chiếc nhẫn được làm bằng platinum. Đây là một chất liệu platinum rất có giá trị. Được thiết kế xung quanh là những viên kim cương 1 ly rưỡi và những viên hộp xoàn baguette. Viên đá này nặng khoảng gần 5 carat. Xin mời quý vị đến với sản phẩm số 27 một lần nữa, là một viên đá natural tourmaline màu hồng đỏ, chiếu lấp lánh, rất tuyệt vời, được làm bằng platinum. 3 tầng kim cương vòng quanh viên đá thiên nhiên
tất cả được làm bằng platinum. Xin mời quý vị gọi vào. $2,180. $2,180 sẽ là giá rất đặc biệt cho chiếc nhẫn kim cương Natural Ruby Light hoặc là Tourmaline màu hồng đỏ nặng khoảng gần 5 carat. Lâm Trụ Vĩ mời quý vị nhìn lên màn hình cho sản phẩm số 28. Đây là một cặp bông tai do công ty Alexei & Diamond độc quyền sản xuất. Mẫu thiết kế này do Lâm Trụ Vĩ vẽ kiểu và do chính Lâm Trụ Vĩ thiết kế. Và đây là sản phẩm khi quý vị mua, quý vị sẽ thấy có đóng dấu của thương hiệu nằm trên cặp bông tai này. Alexei & Diamond. Cặp bông tai được tuyển chọn 2 viên kim cương GIA, đường kính khoảng gần 5 ly. Một lần nữa, 5 ly, khoảng 5 ly cho mỗi viên kim cương. Và đặc biệt cặp bông tai hộp xoàn nước EF Color, VS Clarity, 2 viên kim cương đường kính khoảng 5 ly. Nước EF Color là những nước hộp xoàn trắng nhất của kim cương và được GIA thẩm định. Cấp giấy chứng nhận cho mỗi viên kim cương. Mỗi viên kim cương này được cắt ở độ hoàn hảo nhất gọi là excellent. Độ polish excellent và symmetry hoàn hảo excellent. Quý vị đến với cặp bông tai thiết kế 4 cánh hoa đi thành một mẫu thiết kế dành cho những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Khi quý vị đeo cặp bông tai này, quý vị sẽ cảm nhận được sự rực rỡ ấn tượng với từng chi tiết do Lâm Trụ Vĩ vẽ kiểu, thiết kế và sản xuất và lựa chọn những viên kim cương đẹp nhất. Sản phẩm số 28 ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị giá $4,450. $4,450. Một lần nữa, cặp bông tai kim cương được công ty GIA thẩm định là viên kim cương. Mỗi bên đường kính khoảng 5 ly nước EF Color, VS rất sạch, rất trắng và excellent, hoàn hảo từ giác cắt, độ polish và excellent symmetry. Và mỗi mẫu thiết kế được tạo thành những cánh hoa, 4 cánh rực rỡ và giá là $4,450. Xin mời quý vị gọi vào số phone trên màn hình 310-968-0577. Xin chân thành cảm ơn. Xin mời quý vị đến với sản phẩm số 29 ngày hôm nay. Đây là một chiếc nhẫn kim cương mà quý vị có thể đeo kèm chung với sản phẩm số 28 chúng tôi vừa bán. Đây là một chiếc nhẫn mẫu thiết kế có thể kết hợp với số 28 quý vị vừa nhìn trên màn hình để tạo thành một bộ trang sức vừa nhẫn và cặp bông tai. Trở lại với số 29 ngày hôm nay, đây là một mẫu thiết kế với một viên kim cương khoảng 7 ly nước J-Color. Nước J-Color và là VVS Clarity. Rất đẹp. Mẫu thiết kế được thiết kế thành một bông hoa với những viên hộp xoàn 2 ly dọc hai bên. Và mẫu thiết kế này được thiết kế tạo thành một chiếc nhẫn kim cương khoảng 7 ly nằm chính giữa và xung quanh là những viên hộp xoàn 2 ly đi thành những cánh hoa. Rất đẹp. Mẫu thiết kế tạo thành một chiếc nhẫn nhìn vào, quý vị sẽ thấy được độ chiếu sáng lấp lánh ở chính giữa là viên kim cương nước J-Color VS VVS Clarity. Ở xung quanh là những viên hộp xoàn 2 ly nước F-Color, nước E-Color, VVS Clarity. Chiếc nhẫn này được design tạo thành một hình dáng, một bông hoa rất lộng lẫy
Đặc biệt ngày hôm nay Lâm chuẩn bị mời quý vị gọi vào với giá 6.400 đô la. 6.400 đô la. Một lần nữa đây là một chiếc nhẫn kim cương với một viên ngọc xoàn khoảng 7 ly nước J Color VS VVS, 6.400 đô la, sản phẩm số 29. Đặc biệt trong chương trình hàng tuần vào ngày thứ ba trên kênh YouTube Lâm Trụy Diamond Official. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Xin mời quý vị nhìn lên màn hình cho sản phẩm số 30. Đây sẽ là một sợi dây lắc tay kim cương. Một lần nữa ngày hôm nay quý vị đến với một sợi dây lắc tay do chính Lâm Trụ Vĩ thiết kế. Mẫu thiết kế này rất độc đáo. Chúng tôi design 40 viên kim cương tuyển chọn từng viên. Và xen kẽ với những viên kim cương đường kính khoảng 3 ly là những viên hộp xoàn 2 ly 1 ly 8 đi cách khoảng để tạo thành một sự liên kết, một sợi dây lắc tay rực rỡ. Tổng cộng kim cương khoảng gần 6 đến 7 carat hột xoàn trên sợi dây lắc tay này. Một sợi dây lắc tay rất mềm mại, uyển chuyển, dễ đeo cho quý vị với 40 viên kim cương đường kính khoảng 3 ly nước F Color VS SI Clarity. Xin lỗi một lần nữa, 21 viên kim cương 3 ly và xen kẽ là 40 viên kim cương 1 ly 8 đến 2 ly. Tổng thể sợi dây lắc tay này khoảng từ 6 đến 7 carat kim cương. Quý vị đến với sản phẩm số 30 ngày hôm nay sẽ là giá 3.480 đô la. 3.480 đô la là một sợi dây lắc tay do công ty chúng tôi thiết kế, sản xuất và giới thiệu đến quý vị trong buổi chiều ngày thứ ba hàng tuần vào lúc 7 giờ Cali trên kênh YouTube Lâm Jewelry Diamond Official. Mời quý vị gọi vào số phone trực tiếp trên màn hình, chúng tôi ship hàng đi khắp nơi tại Hoa Kỳ, Canada và Úc Châu. Sợi dây lắc tay với 21 viên kim cương được tuyển chọn nước F Color rất trắng rất sáng. Mẫu thiết kế design theo kiểu diamond cut được xen kẽ 21 viên kim cương là 40 viên kim cương 1 ly 8 đến 2 ly, tạo thành một sợi dây lắc tay sáng lấp lánh. Quý vị có thể đeo kèm sợi dây lắc tay này với bất kỳ mẫu trang sức nào cũng tạo nên một bộ trang sức rất có giá trị cho quý vị. Mời quý vị gọi vào cho sản phẩm số 30. Lâm Trụ Vĩ xin cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi trực tiếp trên màn hình với sản phẩm đặc biệt do công ty chúng tôi thiết kế hàng tuần trên kênh YouTube Lâm Trụ Vĩ Diamond Official vào mỗi tối ngày thứ ba. Xin nhắc lại chương trình đặc biệt chúng tôi thực hiện 3 lần mỗi tuần, bắt đầu ngày thứ ba vào lúc 7 giờ Cali. Chương trình đặc biệt giới thiệu đến quý vị những sản phẩm kim cương GIA và những sản phẩm đặc biệt do công ty chúng tôi sản xuất, độc quyền thiết kế. Và kế tiếp mời quý vị đến với chương trình ngày thứ 5. Đây là chương trình Special Promotion of the Week. Và ngày Chủ nhật vào lúc 5 giờ 45 California Time, quý vị sẽ đến với một chương trình livestream trực tiếp cùng với Lâm Trụ Vĩ và Christian để giới thiệu đến quý vị những mẫu thiết kế vô cùng độc đáo. Một lần nữa chúc tất cả quý vị có một buổi tối ngày thứ ba thật hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe. Quý vị đang theo dõi là sản phẩm số 31, là một chiếc nhẫn kim cương với 5 bông hoa trạm trổ rất độc đáo. Khi quý vị nhìn vào chiếc nhẫn này, quý vị sẽ thấy sự sắc sảo và độc đáo trong thiết kế. Hai bên là hai đường hộp xoàn baguette, nhưng những viên hộp xoàn baguette này được nạm hộp xoàn đi đường thẳng. Đây là một kỹ thuật nhẫn kim cương để tạo thành một chiếc nhẫn ba chiều, gọi là 3 dimension. Hai đường hộp xoàn baguette hai bên được tuyển chọn và cắt từng viên hộp xoàn từ lớn đến nhỏ để tạo thành những cánh quạt rất độc đáo. Quý vị sẽ rất hiếm khi thấy được chiếc nhẫn đặc biệt như thế này. Đặc biệt chiếc nhẫn này quý vị có thể đeo từ size 6.5 cho đến size 8. Quý vị nào có size 6.5 đến size 8, chúng tôi sẽ làm cho quý vị. Tuy nhiên chiếc nhẫn này mình sẽ không làm được size nhỏ hơn size 5.
chiếc nhẫn được làm bằng vàng 18. Tổng cộng, chúng tôi sẽ có hơn 5 carat hột xoàn trên chiếc nhẫn này. $1,900. Một lần nữa, $1,900. Để giới thiệu với quý vị, một chiếc nhẫn kim cương kiểu thiết kế Ben Anniversary. Tuyệt đẹp, mặt hàng số 31. Lâm Trừ Vĩ xin giới thiệu đến quý vị một chiếc vòng cẩm thạch. Tuyệt đẹp, tuyệt vời. Đây là những viên cẩm thạch natural. Màu xanh thiên nhiên 100%. Natural color nghĩa là tất cả những viên ngọc trai cẩm thạch ở trên đây là những viên cẩm thạch màu xanh thiên nhiên. Chiếc vòng cẩm thạch này được tạo hình thành 4 bông hoa và thiết kế với những viên hột xoàn rất trắng, nude color, những viên hột xoàn 2 ly, những viên hột xoàn baguette, đi viền xung quanh. Mỗi viên cẩm thạch tổng cộng là 8 carat kim cương và gần hơn 20 carat cẩm thạch ở trên đây. Chiếc vòng nặng gần 1 ounce vàng 18K màu trắng. Đây là một cái vòng cẩm thạch được làm từ Hồng Kông vào những năm 1950. Chiếc vòng cẩm thạch gọi là Bengal Jade Diamond Bracelet. Cái vòng cẩm thạch này quý vị sẽ đến với hơn gần 1 ounce vàng 18K màu trắng. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, 4.480 đồng. $4,480. Một lần nữa, $4,480 để giới thiệu với quý vị một chiếc vòng cẩm thạch vô cùng độc đáo, vô cùng lộng lẫy, sang trọng và tuyệt đẹp. Mặt hàng số 32, $4,480. Xin mời quý vị gọi vào. Xin mời quý vị đến với một bộ collection rất tuyệt vời do chính Lâm Trừ Vĩ đặc biệt giới thiệu với quý vị ngày hôm nay. Công ty Alexei & Diamond, chúng tôi sở hữu rất nhiều sản phẩm kim cương và cẩm thạch được gọi là AJ. AJ nghĩa là những viên cẩm thạch đã được thẩm định từ công ty GIA, mà đặc biệt chỉ được công ty GIA thẩm định là AJ. Và những viên cẩm thạch này phải được chứng nhận là những viên cẩm thạch màu xanh, green và trong suốt, và phải được thẩm định là AJ. Chúng tôi sở hữu rất nhiều những sản phẩm cẩm thạch đẹp nhất trên thị trường. Chúng tôi sẽ cố gắng gửi đến quý vị hàng tuần. Mỗi tuần sẽ là một vài mẫu cẩm thạch đặc biệt như thế này. Bởi vì những sản phẩm này sẽ không còn trên thị trường ngày hôm nay. Tất cả những sản phẩm ngọc J thiên nhiên sẽ không có trên thị trường. Hoặc nếu có, quý vị sẽ mua với những cái giá rất cao. Ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị đến với số 33 là một mẫu nhẫn cẩm thạch được GIA chứng nhận đây là một viên cẩm thạch A-grade. Đường kính của viên cẩm thạch thiên nhiên trong suốt, translucent, green jade, natural, A-grade. Đường kính khoảng gần 10 ly, hình oval, được thiết kế bằng platinum. Đây là một chiếc nhẫn được làm bằng tay, trị giá hơn $10,000. Một lần nữa, chiếc nhẫn được làm bằng tay, trị giá hơn $10,000. Lâm Trừ Vĩ giới thiệu với quý vị với giá $4,480. Chiếc nhẫn này, khi quý vị nhìn vào màu sắc của viên cẩm thạch này không to, nhỏ. Một lần nữa Lâm Trừ Vĩ muốn nhắc lại cho tất cả quý vị hiểu, kim cương và cẩm thạch GIA là những viên cẩm thạch rất nhỏ, bởi vì đây là những viên cẩm thạch vô cùng hiếm, cả triệu viên quý vị mới kiếm được một viên cẩm thạch thiên nhiên trong suốt và được GIA thẩm định là A-grade. Và những sản phẩm đặc biệt này,
chúng tôi collect, lưu giữ và collection riêng của công ty. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi sẽ cố gắng đem lên để giới thiệu quý vị mỗi tuần là 1 đến 2 chiếc nhẫn cẩm thạch đặc biệt này mà thôi. Ngày hôm nay số 33 với giá $4,480, tất cả được làm bằng platinum. Long Chủ Vĩ xin mời quý vị nhìn lên màn hình để đến với sản phẩm số 34 trong buổi chiều ngày hôm nay. Đây là một chiếc nhẫn tuyệt vời, mẫu thiết kế rất xuất sắc. Ở chính giữa sẽ là một viên kim cương khoảng gần 1 carat, đường kính khoảng hơn 6 ly. Đây là một viên hộp xoàn nước đi color. Và đặc biệt viên kim cương này là VVS Clarity và đã được cut thành một giác cắt excellent hoàn hảo nhất. Heart and Arrow, 4 trái tim và 48 trái tim và 8 mũi tên. Mẫu thiết kế này được thiết kế 2 tầng kim cương vòng quanh và đưa lên cao với 3 đường kim cương hai bên. Và đặc biệt khi quý vị nhìn ở trên cao, quý vị sẽ thấy dọc hai bên mặt trước và mặt sau chiếc nhẫn sẽ có 2 viên kim cương 2 ly. Những chi tiết rất hoàn hảo, tuyệt đẹp để tạo thành một chiếc nhẫn kim cương vô cùng trắng sáng, rất có giá trị. Chiếc nhẫn này ngày hôm nay Lâm Chủ Vĩ đặc biệt giới thiệu đến quý vị với giá $4,950. $4,950 đến với một viên kim cương khoảng gần 1 carat, đường kính khoảng 6 ly, nước D color và excellent cut, 8 trái tim và 8 mũi tên trên viên kim cương này. Mẫu thiết kế rất lộng lẫy bởi vì được thiết kế 2 tầng kim cương và 3 đường viền kim cương dọc hai bên. Khi quý vị đeo chiếc nhẫn này vào, tất cả những đường viền hộp xoàn sẽ hỗ trợ làm chiếc nhẫn được sáng rực rỡ bằng vàng trắng 14K, $4,950. Xin mời quý vị gọi vào số phone trực tiếp trên màn hình 310-968-0577. Xin mời quý vị đến với chiếc vòng kim cương. Đây là sản phẩm số 35 trong chương trình ngày hôm nay. Đây sẽ là một cái vòng kim cương được công ty GIA chứng nhận certified viên kim cương. Chính giữa sẽ là 5 ly 6 nước H color SI clarity. Viên kim cương nằm chính giữa gần như 6 ly, rất to, và nước H color là một trong những nước rất là sáng. SI Clarity rất trong, chiếu rực rỡ, nằm chính giữa. Và hai bên quý vị sẽ đến với tổng thể là 4 viên kim cương, đường kính là 4 ly 2 và 4 ly rưỡi. Một lần nữa, chiếc vòng kim cương 5 viên hộp xoàn. Ở chính giữa là một viên hộp xoàn GIA cấp giấy chứng nhận là nước H color. Bảo đảm quý vị đây là một viên kim cương vô cùng trắng sáng. Độ chiếu thì tuyệt đẹp. Hai bên là 4 viên kim cương 4 ly 2 và 4 ly rưỡi, nước EVS Clarity, và chiếc vòng được thiết kế bọc xung quanh. Vòng quanh những viên kim cương 1 ly 8 và hai bên là những viên hộp xoàn 1 ly 9, 2 ly rưỡi. Thiết kế thành 3 đường hộp xoàn. Bằng vàng 18, chiếc vòng đặc biệt giới thiệu đến quý vị trong chương trình tối hôm nay với giá $8,990. Một lần nữa, $8,990, quý vị sẽ đến với một cái vòng kim cương được GIA thẩm định và cấp giấy chứng nhận Certified. Tất cả những viên kim cương là Natural Diamond và tất cả những viên kim cương GIA sẽ được Certified và có số. Một lần nữa, $8,990. Lâm Chủ Vĩ xin mời quý vị đến với một chiếc nhẫn kim cương hình vuông. Wow, đây là một viên kim cương nặng gần 2 carat. Nhưng nhìn vào quý vị sẽ thấy viên kim cương rất to, được GIA cấp giấy chứng nhận là một viên hộp xoàn GIA nước G color. G
F là một trong những nước hột xoàn đứng hàng đầu trong bảng giá kim cương SI Clarity. Viên hột xoàn được thiết kế trong mẫu nhẫn, được làm rất sang trọng. Nạm xung quanh là những viên hột xoàn 1 ly rưỡi nhẫn Michael Pavé và hai bên là những đường hột xoàn đang chéo vào, làm bằng vàng trắng 14K. Chiếc nhẫn trị giá 25.000 đô la. Giá trị chiếc nhẫn là 25.000 đô la ngày hôm nay. Lâm Trường Vĩ xin mời quý vị gọi trực tiếp số phone trên màn hình với giá 11.950 đô la. 11.950 đô la sẽ là một chiếc nhẫn kim cương với một viên hột xoàn nặng gần 2 carat, nhưng nhìn vào rất to. Viên kim cương nước G-Color và được GIA cấp giấy chứng nhận là một viên kim cương thiên nhiên, được thiết kế trong một vỏ hình vuông đi hai tầng kim cương và dọc hai bên là hai đường hột xoàn thiết kế đang chéo vào, rất lộng lẫy rực rỡ, với một viên hột xoàn to rất trắng rất sáng trong suốt. Mời quý vị gọi vào với giá 11.950 đồng, mặt hàng số 36. Ba mươi bảy sẽ là một viên kim cương nước M color, đường kính khoảng 7 ly. Một lần nữa, mẫu thiết kế rất đặc biệt, tạo hình thành một giọt nước, nước M màu vàng nhạt SI Clarity, được thiết kế thành một hình giọt nước với một bông hoa mai nằm phía trên, với một viên hột xoàn 3 ly treo đông đưa, là một thiết kế giọt nước, và xung quanh là những viên hột xoàn 2 ly rực rỡ, với một viên hột xoàn 7 ly nằm chính giữa nước M color với màu vàng nhạt rất tuyệt đẹp, chiếu sáng, được làm bằng vàng 18. Ngày hôm nay, Lâm Trụy xin mời quý vị đến với mẫu thiết kế số 37 với giá 4.950 đồng. 4.950 đô la. Đây sẽ là một giá rất đặc biệt cho một mẫu trang sức rất sang trọng với thiết kế hình giọt nước, nhưng chính giữa lại là một viên kim cương khoảng 7 ly màu vàng nhạt nước M color SI Clarity. Thiết kế xung quanh là những viên hột xoàn 2 ly, viền xung quanh chiều dài khoảng hơn 1.5 inch. Và thiết kế phía trên, quý vị sẽ đến với một bông hoa mai chạm trổ những viên hột xoàn 2 ly và 3 ly. Ở phía dưới, treo đông đưa hình trái lê với một viên hột xoàn khoảng 7 ly màu vàng. Tất cả được thiết kế bằng vàng 18 với giá đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay. 4.950 đô la. 4.950 đô la sẽ là mặt dây chuyền số 37. Xin mời quý vị gọi vào số phone trên màn hình 310-968-0577. Lâm Trụ Vĩ xin giới thiệu đến quý vị một sản phẩm cuối cùng trong chương trình đặc biệt ngày thứ ba hàng tuần vào lúc 7 giờ Cali trên kênh YouTube Lâm Trụ Vĩ Diamond Official. Xin mời quý vị đến với cặp bông tai số 38. Đây là một cặp bông tai thiết kế hình giọt nước, gọi là pear shape hoặc là teardrop. Mẫu thiết kế tạo hình thành cặp bông tai ghép lại với những viên kim cương để tạo thành hai viên hột xoàn hình giọt nước, chiều dài là 10 ly, tương đương với một viên hột xoàn khoảng 2 carat mỗi bên. Nếu cặp bông tai này là hai viên hột xoàn 2 carat mà là nước D color, quý vị sẽ trả với giá hơn 40.000 đô la. Tuy nhiên, cặp bông tai số 38 là những viên kim cương được tuyển chọn, cắt và ghép lại, gọi là pie shape, để tạo hình thành một hình giọt nước mỗi bên. Đường kính chiều dài sẽ là 10 ly, được ghép lại với những viên hột xoàn nước D, VVS, và viên xung quanh là một vòng hột xoàn 1 ly rưỡi. Ở phía trên là thiết kế hình giọt nước
Baguette Diamond, làm bằng vàng 18, tổng thể gần 7 carat. Cặp bông tai thiết kế tuyệt đẹp chiếu sáng rực rỡ này, chiều dài là khoảng hơn 1 inch. Ngày hôm nay xin mời quý vị gọi vào với giá $4,450. Một lần nữa $4,450 để giới thiệu đến quý vị một cặp bông tai thiết kế hình giọt nước, hình bông tai dắt cắt trái lê, được ghép lại với những viên kim cương nước D color VVS Clarity, hoàn hảo, xuất sắc. Bằng vàng trắng 18K, $4,450. Xin mời quý vị gọi vào số phone trực tiếp trên màn hình 310-968-0577. Lâm Trường Vĩ xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị những chương trình kim cương đặc biệt do công ty Alexei & Diamond thực hiện trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official. Hàng tuần xin mời quý vị đến xem chương trình vào mỗi tối ngày thứ ba vào lúc 7 giờ Cali. Đây là một chương trình với những sản phẩm kim cương GIA và những mẫu thiết kế độc đáo. Kim cương, cẩm thạch, ruby, emerald độc đáo do chúng tôi thiết kế, sản xuất và giới thiệu đến quý vị hàng tuần vào ngày thứ ba vào lúc 7 giờ trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official. Và tiếp tục vào ngày thứ năm, xin mời quý vị đến với một chương trình Special Promotion of the Week. Chúng tôi sẽ lựa chọn những sản phẩm đặc sắc để giới thiệu đến quý vị trong một buổi chiều ngày thứ năm hàng tuần. Mời quý vị đón xem và đặc biệt mời quý vị trở lại vào chiều Chủ nhật vào lúc 5:30 hàng tuần với chương trình livestream trực tiếp với Lâm Trường Vĩ và Chris Trần để gửi đến quý vị những sản phẩm do công ty chúng tôi lựa chọn, thiết kế. Và một lần nữa, xin mời quý vị đăng ký, subscribe và like và share trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official với 3 chương trình hàng tuần ngày thứ 3 lúc 7 giờ Cali, ngày thứ 5 và ngày Chủ nhật trực tiếp vào lúc 5:30. Xin mời quý vị đón xem. Chân thành cảm ơn.